khoa chuyển nhiễm, bệnh viện Lê Văn Thịnh có 25 giường bệnh hiện đều đã chật kín. 24 giường trong số đó đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong cái 24 ca này á, thì tỷ lệ mà tái nhiễm lần 2 á, là khoảng 10 ca, 11 ca. Biến thể mới Omicron được coi là một trong các nguyên nhân chính. Nhiều người trước đây từng dương tính với biến thể Delta và đã điều trị khỏi, nay tiếp tục bị lây nhiễm với các triệu chứng như cũ. Trong số đó, có cả các nhân viên y tế và y bác sĩ. Cũng bất ngờ lắm, tại vì em không nghĩ là em bị tái nhiễm đâu, tại vì em cũng tiêm đủ vaccine 3 mũi rồi, dạ. Và cũng đã từng bị nhiễm một lần rồi. Lo lắng thì cũng có lo lắng chứ, vì không biết là bị nhiễm lần 2 thì nó sẽ có để lại di chứng gì cho mình sau này không. Mặc dù hầu hết các ca tái nhiễm thường không bị suy hô hấp và diễn biến nặng, nhưng với số lượng liên tục tăng cao như hiện nay, thì nhiều y bác sĩ đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng. Khi đã mắc bệnh thì chắc chắn một điều là nó sẽ để lại di chứng về tâm lý, di chứng về phổi, về tim, về tất cả các cái chuyện khác nữa. Từ mức độ nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. Đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là chưa tiêm ngừa thì cái mức độ nó rất nghiêm trọng. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái lực lượng lao động, ảnh hưởng tới cái nguồn lực để chúng ta chăm sóc y tế riêng cái bệnh này thôi. Chưa kể là những cái bệnh khác trước đây là chúng ta cũng đang giải quyết thì nó sẽ tiêu tốn cái nguồn lực của xã hội. Cũng theo các y bác sĩ, đã có tái nhiễm lần 2 thì rất có thể cũng sẽ có tái nhiễm lần 3, lần 4. Đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và rất cần người dân không chủ quan lơ là, tích cực phòng tránh, thực hiện 5K để tự bảo vệ mình và người thân.